Kính thưa quý vị, phiên bản mới của vở kịch The Nutcracker, tinh tự Anwerp Bỉ, Đoàn vũ Royal Ballet ở Flanders đã trình diễn một phiên bản mới của vở kịch The Nutcracker tại Antwerp vào cuối tuần qua, trước ngày ra mắt trên thế giới. Được chỉ đạo bởi nhà biên đạo múa 30 tuổi người Argentina, Demis Volpi, vở kịch đã bỏ rớt những cảnh diễn long trọng của một đại gia đình thường có từ câu chuyện nguyên thủy bởi tác giả E.T.A. Hoffmann. Vô bi cho biết, thay vào đó, anh muốn trình bày cảnh ăn mừng trong sự riêng tư của một gia đình người Đức đón mừng Giáng sinh. Nhạc kịch của nhà soạn nhạc người Nga Plo Tchaikovsky được chơi bởi dàn nhạc The Film Harmony, chỉ đạo bởi nhạc trưởng người Hoa Kỳ James Togo, nhà biên đạo múa, người bắt đầu biết múa khi mới 4 tuổi, trình bày một phiên bản mới của câu chuyện thần thoại với một khía cạnh đen tối hơn và một thế giới của người Đức vốn nhìn thấy nhân vật Clara trẻ tuổi, thủ diễn bởi Nancy Obosdenton trong giai đoạn chuyển đổi trở thành một người phụ nữ. Cho đến đoạn kết của vở kịch ballet từng được trình diễn từ năm 1892, Clara sẵn sàng bước vào mối tình với cháu trai của người cha tinh thần của cô, người nhìn rất giống như nhân vật Nutcracker. Trở lại với đoạn vũ Royal Ballet ở Flanders sau 16 năm, phiên bản mới của Nutcracker sẽ được trình diễn tại Antwerp trước khi đi đến Glen từ ngày 10 tháng 2.